Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Huấn Vina. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mẫu nhà ống với diện tích chiều mặt tiền là 5m và chiều sụ là 17m. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này cùng với mình. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, phối ghép các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên màn hình hoặc dưới phần mô tả. Bên mình phục vụ bản vẽ thiết kế trên toàn quốc. Mời các bạn cùng bắt đầu vào tham quan. Đấy, đây là cái phần mặt tiền đằng trước của ngôi nhà đây. Cái tầm nhìn nó hơi bị hạn chế một chút, mong các bạn hết sức thông cảm. Bác thợ đang trang trí khu vực của mặt tiền, khu vực tầng 2. Đấy, tầng 2 thì được làm một cái hiên treo chìa ra đây, được thiết kế chìa ra khoảng 1m. Đấy, phần bên hông đây, bác thợ đang tiến hành sàng cát đấy. Đấy, ngôi nhà thì được thiết kế vuông thành sắc cạnh. Đây, cái phần mặt tiền phía trước này. Đấy, phần phòng khách đây. Phòng khách này với diện tích là 25m², tương đối là rộng và chia làm hai gian. Đây, ô phòng khách đây, có một cái khung tranh lớn này. Phòng khách, sau đó là đến khu vực của phòng ngủ đây. Đây, hành lang đây. Hành lang này là 1m. Phòng khách, sau đó đến khu vực của phòng ngủ. Đây. Hành lang này. Khu vực của phòng ngủ đây. Phòng ngủ này diện tích 12m². Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh khép kín ở khu vực gầm cầu thang này. Đấy. Đây, nhà vệ sinh khép kín ở gầm cầu thang này luôn. Đó. Một phòng ngủ đấy. Sau đó đến khu vực của cầu thang và phòng ăn và vệ sinh. Đấy. Cầu thang đi lên này. Đây, khu vực của phòng ăn và vệ sinh ở phía sau cùng này. Đây. Đây là một cái bể nước ăn. Đây, khu vực phòng vệ sinh này. Và đây là khu vực của phòng ăn, cầu thang đi lên. Đây. Tận dụng khoảng không của khu vực của phòng ăn này để làm cầu thang này làm phòng ăn luôn. Nhà vệ sinh gầm cầu thang đây, gầm phía sau cùng này, vệ sinh chung. Hành lang này là 1m. Đây, cầu thang đi lên. Đây, hành lang đây. Cầu thang đang xây giả thì hết vữa. Hết vữa đúng không anh? Đang xây thì hết vữa thì thôi. Để lại. Đây, đây là hành lang ở phía đằng trước đây. Phía bên trên khu vực của phòng ngủ đây. Một phòng ngủ này, trước này là một phòng ngủ nữa đây, và phòng thờ này. Đây, hai phòng ngủ đây. Đấy, đây là khu vực của phòng thờ đằng trước này. Chào nhà báo. Vâng, chào bác nhá. Bác thợ ông trước xây cái tường 200 cắn 100 đây. Đấy. Đây. Đấy, đây là cái phần lên truyền hình luôn. Đấy, đây là thiết kế theo phong cách hiện đại, vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy, em thấy hả? Cái cạnh này nó khó làm đấy. Vuông thành sắc cạnh này mới khó đúng không?
Cho chuyên chè đi cho nó ấm lòng đi, đúng không? Đấy. Khu vực của phòng thờ đây rất rộng rãi. Đấy. Đấy. Đấy, phía sau này là khu vực của sân phơi. Sân phơi và nhà vệ sinh. Đấy. Sau này là bán tôn xuống rồi. Này không sử dụng hết cho nên là nhà vệ sinh. Đấy, có quả thang rất ngon nhỉ. Yeah.